Chị. Chị bị bệnh hả? Trời ơi, nghe tin chị bị bệnh, để em chạy cho đi liền. Anh hai nhờ em về chăm sóc cho chị đó. Sao? Không, không sao. Có sao chứ, anh hai nói chị bệnh dữ lắm đó nha. Chú đi ra đi. Sao đi được chị? Chúng ta là người một nhà, phải yêu thương, phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Sao? Chị đừng có ngại. Ủa chị sợ em hả? Dạ, em đang nấu cháo nè. Dạ, cháo thịt bằm. Thấy chưa? Anh này thấy em chú đáo không? Em nói cháo thịt bằm chị hai ăn á. Ừ, em đút cho chị dâu ăn giúp anh nha. Hả? Qua hỏi cứ nằm đi, để Nô Tì lo cho. Đây, cháo này Nô Tì chưng 4 tiếng đó nha. Ồ, ăn cho vui nha. Nè, để Nô Tì đút cháo thịt bằm cho hoàng hậu ăn nha. Ăn đi, ngon lắm, hả ra. Cháo thịt bằm ngon, ăn đi. Hả như na. Sao vậy? Sao hoàng hậu không ăn vậy? Trời, tôi xin lỗi, làm cho hoàng hậu phải dơ miệng rồi. Con à, con thấy trong người con làm sao rồi? Dạ, con cảm thường thôi, không sao đâu mẹ. Nè, lớn rồi biết giữ gìn sức khỏe không? Dạ, tại vì mấy bữa nay trong phòng khám á, nhiều việc quá đi. Nên là con hơi mệt, không sao đó. Chị nói đi. Chị là người bữa trước khiêng em quăng ra ngoài đường đúng không? Chú nói gì vậy tôi không hiểu. Nếu như chị không trực tiếp gây án thì em dám khẳng định chắc chắn chị sẽ là người gián tiếp gây án. Chú nói gì vậy? Ai đưa ông vô bệnh viện đi? Tội nghiệp quá. Ông tính kìa, ông tính kìa. Tâm thần ông tính kìa. Đưa ông vô bệnh viện đi. Nghe ra trong tâm thần đó. Ông tính rồi kìa. Trời ơi, ông tính kìa. Ông làm mình hết hồn. Ông làm gì vậy? Sao có nằm ở đây vậy? Trời ơi, ông không biết mình ở đâu luôn. Chị bị bỏ là phải rồi. Cái gì vậy? Ai cần? Tỉnh ra. Ủa, hai đứa có chuyện gì vậy? Nói là giờ mẹ không hiểu gì hết trơn. Đâu có gì đâu mẹ. Mẹ ăn tiếp đi mẹ. Sao em số cao vậy? Em sao mà? Cái gì vậy trời? Trời đất ơi, vợ mà có cái gì đó mà khóc không? Để tới giờ rồi con, đi. Bà ơi, vợ con sốt, con không đi đâu mà. Nè, con không đi không được. Dù sao nó cũng là em họ của con. Mày nhớ không? Hồi đó hai đứa bay thân tình dữ lắm. Bây giờ được. Con không đi, vợ con về, con không đi. Hoàng Anh à, con thấy trong người con sao rồi? Đỡ nhiều rồi mà. Nó đỡ rồi mà. Đi. Không, con. Nè, dù sao cũng có 1 phút ở nhà mà. Con quên đi rồi, con cũng giờ Phúc canh giờ con. Có gì đó mà khóc không biết nữa. Alo, Phúc hả? Phúc ơi. Sốt, đừng có nói nhiều. Anh có chuyện muốn nói với em. Chị bị bệnh hả? Trời ơi, nghe tin chị bị bệnh, để em chạy cho đi liền. Anh hai nhờ em về chăm sóc cho chị đó. Sao? Không sao. Có sao chứ, anh hai nói chị bệnh dữ lắm đó nha. Chú đi ra đi. Sao đi được chị? Chúng ta là người một nhà, phải yêu thương, phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Sao? Chị đừng có ngại. Ủa chị sợ em hả? Hôm nay chị nghĩ là em là một người sẽ trả thù chị. Một người chỉ yêu đuối bệnh tật của mình sao? Hả? Nói đi, chị cần làm gì, em làm cho, đừng có ngại nha. Đợi một chút nha. Em nghe nè anh hai. Dạ. Chị đang nằm nhìn em nè. Dạ, chị không muốn làm gì hết á. Dạ. Dạ, anh yên tâm, em chăm sóc chị chu đáo. Sao? Nấu cháo cho chị ăn hả? Dạ, nấu chứ, em phải nấu chứ. Em phải nấu cho chị ăn chứ. Dạ. Không cần. Cần chứ chị. Anh hai nó dặn em nấu cháo chị.
Mà bây giờ chị cũng cần là sao? Em phải nấu. Vậy nha chị nha, yên tâm đi, em sẽ không bỏ độc đâu, không hãm hại chị dâu mình đâu. Ok. Em nghe anh hai. Dạ, em đang nấu cháo nè. Dạ, cháo thịt bằm. Thấy chưa, anh hai thấy em chu đáo không? Em nấu cháo thịt bằm chị hai ăn á. Ừ, em đút cho chị dâu ăn giúp anh nha. Hả? Phải đút nữa hả? Ủa, chị bệnh thôi mà, chứ tay chị có bị đâu phải đút anh. Mà chị em đang hiểu, em đang giúp anh đi. Dạ. Đút cháo hả? Đúc thì đúc. Quang Hậu, cháu được mầm người hậu tới nè. Đây, để nô tì đỡ Quang Hậu vậy nha, một cách êm ái nha chị. Quang Hậu yên tâm, để nó nô tì lo. Quang Hậu đâu hả? Xin lỗi. Nô tì yếu đuối. Quang Hậu cứ nằm đi, để nô tì lo cho. Đây, cháu này nô tì chừng 4 tiếng nữa nha. Quang Hậu ăn cho vui nha. Nè, để nô tì đút cháo thịt bằm cho Hoàng hậu ăn nha. Ăn đi, ngon lắm, hả Nhung Na. Cháo thịt bằm ngon, ăn đi. Hả Nhung Na. Sao vậy? Sao Hoàng hậu không ăn vậy? Tôi xin lỗi lại cho Hoàng hậu phải dơ miệng rồi. Dơ quá. Hoàng hậu, hả Nhung Na, cháo thịt bằm ngon lắm. Hoàng hậu, con ăn đi, đút cho anh. Tôi xin lỗi, ướt cá Hoàng hậu rồi. Ăn đi, cháo thịt bằm ngon lắm, ăn cho hết bình Hoàng hậu. Ăn được Hoàng hậu, sao cũng được. Hoàng thượng nhờ nô tì phải chăm sóc Hoàng hậu mà. Ăn đi Hoàng hậu. Nè, ăn đi. Thôi mất công đó nha. Bây giờ nô tì đút cháo Hoàng hậu ăn mà Hoàng hậu không ăn nha. Thì Hoàng hậu nói sau này là nô tì bạc đãi Hoàng hậu. Thì Hoàng hậu kéo nô tì lên điện cao thế nha. Giống như lần trước đó, giục nô tì ra ngoài đường đó, nhớ không? Ăn đi, ngoan, đi đâu vậy? Đây. Đừng có đi nữa, nô tì mệt lắm, chăm sóc mệt lắm Hoàng hậu. Đúng rồi. Đó, ăn nha, ngoan. Cháo thịt bằm mà, bằm 4 tiếng đồng hồ lận đó. Ăn đi Hoàng hậu. Ăn đi Hoàng hậu. Tới giờ uống thuốc rồi. Ngoan, hạ miệng ra uống thuốc. Bệnh gì nó không sao là sao? Uống thuốc đi cho nó hết bệnh gì. Hạ miệng ra nè. Hạ ra. Nuốt đi chị. Sao, chị muốn nói gì với em hả? Rồi, nói đi. Thuốc đắng quá cho chị miếng nước. Nước? Chết chà, nhà hết nước rồi. Cho nó thuốc mà không cho uống nước. Đừng nói nữa chị, nuốt đi chị cho nó hết rồi. Nuốt trọng đi chị, nhà hết nước rồi. Nuốt. Giỏi. Dạ, chị kêu em hả? Chị cần gì? Chị nóng quá. Em cho chị miếng đá cho trường. Dạ. Chị cần lấy đá hả? Dạ, để em giúp nha. Ok. Ngon chú. Em bỏ cái gì lên đầu chị vậy? Đá là chị. Cái này em lấy đá em đè chị chứ em chùm cái gì? Đồ của chị, nhà mình hết đá. Em phải ra ngoài mua đi cho chị đó chị. Lấy em thương chị chưa? Lạnh rồi. Đừng nói với chị, nằm tận hưởng đi chị. Lạnh quá. Nằm tận hưởng đi chị nha. Lạnh quá. Sao? Lạnh quá. Mở thêm mới lạnh hả? Ủa? Chị đâu vậy? Chị đi vệ sinh. Sao? Chị bị bệnh mà đi vệ sinh một mình có được không á? Em giúp chị nha. Đừng đụng vô người chị. Được rồi, em sẽ giúp chị mà không cần đụng vô người chị. Ok. Em đang giúp chị đó.
sao thả chị ra được. Anh Hai dặn em phải chăm sóc chị cẩn thận. Nếu không chăm sóc chị cẩn thận, anh Hai dặn em đó. Tại vì em đã hứa chị rồi là em chăm sóc chị chứ không phụ chị đó, thấy chưa? Rồi coi nè, trò chơi ngày đó em thương lấy một nhau. Chờ chị dâu đi khóc nhà, theo chị dâu đi biểu cười rung rung bờ vai. Nè nè nè, dạ con nghe mẹ ơi. Sao rồi, con bớt sốt chưa? Biết sao sốt càng ngày càng cao mẹ ơi, bây giờ con không còn sức nào luôn á. Bởi vì mẹ nóng ruột quá, mẹ đang về nhà cho lẹ nè, mà mẹ quá ra xe kim chi thì xe hư giữa đường nè. Nhưng mà không sao, hồi nãy mẹ có gọi cho Hoàng Anh rồi, có gì chị dâu con giúp nghe. Dạ. Mẹ nói gì? Có gì vậy con gọi chị dâu con, mẹ gọi điện cho Hoàng Anh nhờ nó giúp con, nó coi giùm con đó. Mẹ sao sao tính mẹ vô anh. Mẹ đừng nha, đừng nha. Mẹ. Trời. Bà tới giờ sao nào? Không được. Em đang làm gì vậy? Chị tới với em rồi nè. Ha 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 ha!